Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Vingroup lỗ 1 tỷ đô la vì sản xuất xe hơi chạy xăng. Vingroup vừa báo lỗ hơn 1 tỷ đô la trước thuế trong hoạt động sản xuất xe hơi chạy xăng vào năm ngoái vì doanh thu bán xe rất thấp, theo báo cáo tài chính của Vingroup công bố vào hồi tuần trước. Cũng theo báo cáo này, Vingroup lần đầu tiên báo lỗ lũy kế sau thuế là 7.500 tỷ đồng trong năm 2021, mà nguyên nhân được báo chí nhà nước loan tải là do tập đoàn này đã tài trợ hàng ngàn tỷ đồng chống dịch Covid-19 và chuyển hướng hoàn toàn sang sản xuất xe điện. Đây là hình ảnh VinFast dự kiến sản xuất xe hơi điện tại Mỹ và sau đó thông báo ngừng sản xuất xe ô tô chạy xăng, chuyển hoàn toàn sang sản xuất ô tô chạy điện. Trước đó, Vingroup cũng đã thông báo ngừng sản xuất điện thoại di động và TV ở Việt Nam. Trong năm 2021, Vingroup đã tài trợ 6.099 tỷ đồng cho các hoạt động phòng chống COVID-19 và các hoạt động tài trợ khác. Đồng thời, tập đoàn cũng quyết định ngừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 để tập trung nguồn lực cho xe điện. Quyết định ngừng sản xuất xe hơi đã khiến Vingroup ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí trả cho các nhà cung cấp do kết thúc hợp đồng sớm. Theo báo cáo, doanh thu của VinFast, nhánh sản xuất xe ô tô chạy xăng của Vingroup là 17.263 tỷ đồng, chiếm 14% tổng doanh thu, ghi nhận lỗ trước thuế tới 23.948 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ đô la. Trong năm 2021, VinFast bàn giao 35.700 xe đến khách hàng, con số này của năm 2020 là 24.100 xe. Hồi cuối năm ngoái, VinFast đã cho ra mắt dòng xe hơi điện của mình ở thị trường Mỹ với mục tiêu trước mắt là hướng vào thị trường xe điện tại Mỹ, Canada và châu Âu. Nhưng điều này không hề dễ ăn. Trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước gần đây, ông Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cho biết VinFast dự tính sẽ chịu lỗ 5 năm đầu, hiện đã đi được hơn nửa đường. Và nếu theo đúng kế hoạch 2 năm nữa có lãi ở thị trường quốc tế, còn thị trường Việt Nam thì vẫn bổ lỗ vì phải gánh cả chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng cho xe điện. Việc VinFast quyết định bỏ sản xuất xe chạy xăng đã vấp phải nhiều chỉ trích của người mua xe của hãng tại Việt Nam vì họ cho rằng công ty đã đem con bỏ chợ và những chiếc xe họ vừa mua nhiều tỷ đồng trở thành thứ đồ cổ. Thông báo bỏ sản xuất xe chạy xăng chỉ sau 3 năm kể từ khi chiếc xe đầu tiên của VinFast ra lò đã khiến nhiều người Việt Nam mất lòng tin vào hãng này và nói rằng nếu biết trước ngừng sản xuất thì sẽ không mua xe này. Đây là hình ảnh tờ báo điện tử Soha có bài viết nổ bom rằng 20 ngày nữa thì VinFast sẽ khuynh đảo thị trường, đi trước các ông lớn thế giới cả chục năm. Rồi VinFast sẽ đi trước cả Bentley 8 năm, Toyota 13 năm, đi trước Honda 28 năm. Ở Việt Nam có rất nhiều bài báo quảng cáo tâng bốc Vingroup kiểu như thế này. Trong quý cuối năm, doanh nghiệp cũng đã lỗ sau thuế hơn 9.200 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi hơn 1.700 tỷ đồng. Chốt vào năm 2021, Vingroup đạt doanh thu thuần là 125.300 tỷ đồng, tăng 13%, song lỗ sau thuế là lãi hơn 7.500 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước còn lãi hơn 4.500 tỷ đồng. Tập đoàn này cho biết do các đợt giãn cách xã hội kéo dài nên hoạt động kinh doanh bất động sản cho thuê, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí đều bị ảnh hưởng rất lớn. Riêng doanh thu của Vincom Retail cũng giảm do mở rộng gói hỗ trợ khách thuê với quy mô lên tới 2.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, việc quyết định ngừng sản xuất xe xăng để tập trung nguồn lực cho xe điện cũng khiến cho Vingroup ghi nhận một khoản chi phí liên quan đến khấu hao nhanh các tài sản dự kiến không sử dụng và khoản phí phải trả bồi thường cho các nhà cung cấp kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định. Tác giả Lê Minh Nguyên có bài phân tích mang tựa đề VinFast chiến lược liều lĩnh đăng trên báo Tiếng Dân, nội dung được chia sẻ như sau. Hôm 27 tháng 12, Vingroup cho biết ông Michael Roche, người Đức sau 5 tháng làm giám đốc toàn cầu của VinFast, được thay thế bằng bà Lê Thị Thu Thủy, hiện là phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Quyết định thay ngựa giữa dòng rất gấp này được xem là bất ngờ. Ông Roche là người giới thiệu các mẫu xe điện đầu tiên của VinFast, đó là VinFast 35, VinFast 36, tại cuộc triển lãm xe hàng năm lớn ở Mỹ Los Angeles Auto Show
vào hôm 17 tháng 11 năm 2021. Đây là hình ảnh Tổng Giám đốc VinFast khi đó Michael Roches giới thiệu chiếc xe hơi VinFast tại Mỹ. Tờ báo Đức Frankfurt Allgemeine Zeitung thì cho rằng ông Roches ban đầu bị cuốn hút bởi những cơ hội phát triển của VinFast, nhưng sau đó có thể nó không lớn hoặc còn xa vời hơn bạn tưởng tượng. Tờ báo này cho biết rằng kế hoạch đầy tham vọng tấn công Tesla trong số những kế hoạch khác của VinFast vẫn còn rất sơ khai. VinFast cho đến lúc này mới chỉ chủ yếu hoạt động ở thị trường nội địa và vẫn đang thử vận may với dòng xe mới và tất nhiên là khó có thể nổi bật về hình thức và công nghệ so với các dòng xe khác. Giáo sư Khương Hữu Lộc thì nhận định VinFast đang có cửa sổ cơ hội vàng khi thâm nhập thị trường Mỹ nhưng lợi thế cạnh tranh có thể nhanh chóng mất đi. Giáo sư Lộc chỉ ra thách thức lớn nhất đối với VinFast là nhận diện thương hiệu, vì VinFast là một hãng xe mới toanh đến từ một đất nước không có danh tiếng gì về nền công nghệ trên thị trường quốc tế như Việt Nam. Ngoài ra, hệ thống đại lý, hậu mãi, sửa chữa, phụ tùng thay thế cũng sẽ là một thách thức lớn cho một hãng xe mới như VinFast. Trong khi đó, VinFast đã từng đe dọa đưa người tiêu dùng ở Việt Nam ra tòa khi họ phàn nàn về phẩm chất của xe VinFast. Và VinFast cho biết họ cũng sẽ làm như vậy cho người tiêu dùng ở Mỹ. Giáo sư Lộc cho rằng cách làm như vậy chắc chắn sẽ thất bại ở Mỹ. Theo giáo sư Lộc, việc VinFast dùng người Việt ở Mỹ làm cánh cửa để bước vào thị trường Mỹ là con dao hai lưỡi. Vì đa số người Mỹ gốc Việt có đầu óc chống cộng sẽ chống đối xe VinFast đến cùng. Đó là chưa nói việc mua một chiếc VinFast cũng không giúp tăng thể diện cho họ, mà đối với người Việt, việc mở mày mở mặt là rất quan trọng. Giáo sư Lộc nhận xét rằng hầu hết công nghệ của VinFast đều phải mua lại của các nước ngoài, như động cơ thì của Đức, thiết kế thì của Ý, vân vân. Điều này sẽ làm tăng chi phí sản xuất cũng như giá thành của xe VinFast, và đây là rủi ro rất lớn về giá đối với VinFast. Đây là hình ảnh chiếc xe VinFast tự nhiên bốc cháy tối ngày 5 tháng 12 vừa qua tại vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An. Trong khi đó thì giá cả quyết định bởi thị trường chứ không phải bởi giá thành. Giáo sư Lộc cho biết VinFast còn phải đối mặt với việc bị các cơ quan chức năng Mỹ kiểm định chất lượng rất khắt khe khi được lái trên các cung đường ở Mỹ. Không như xe chạy xăng và động cơ là bộ phận phức tạp nhất, xe điện thì về phần cứng thì đơn sơ hơn rất nhiều. Điều chính yếu của xe điện là bình điện và phần mềm thông minh, mà cả hai thứ này thì Việt Nam chưa thể là cao thủ của thế giới. Với tình trạng khan hiếm chip như hiện nay, giáo sư Lộc dự đoán VinFast sẽ gặp khó khăn trong nửa đầu năm 2022. Chuyên gia người Đức gốc Việt tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, người kiến trúc cho các dòng xe điện thế hệ mới của BMW tại Đức, sau khi phân tích các hình ảnh và video từ các kênh truyền thông đăng tải, đã chỉ ra rằng mẫu xe E36 triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thạch cao. Trong khi đó, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc VinFast tại Mỹ thì khẳng định chúng tôi sẽ giao xe VinFast E35 và VinFast E36 cho khách hàng ở Mỹ vào cuối năm 2022. Bây giờ, sắp bước qua năm 2022, với tình trạng thiếu chip ngừng trệ vì Covid, chưa nói tới vấn đề phải thử tới thử lui, thì liệu VinFast có giữ được lời hứa này với khách hàng hay không? Cũng giống như Cộng sản Trung Quốc, trong chế độ Cộng sản Việt Nam, các lãnh đạo cao cấp đều xây dựng sự giàu có của họ qua các hoàng tử đỏ. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup. Dư luận cũng cho rằng ông Phạm Nhật Vượng là cháu của ông Phạm Văn Trà, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam. Tiền của Vingroup là máu mủ của dân qua việc tịch thu đất đền bù với giá rẻ mạt và bán lại với giá đất vàng. VinGroup làm nên sự nghiệp có việc buôn bán vũ khí cho Cộng sản Việt Nam, tịch thu đất và lạm dụng quân ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân, để hỗ trợ cho những doanh nghiệp của các hoàng tử đỏ với Mỹ từ phát triển đất nước. Và khi tiền không phải là do mồ hôi, nước mắt của mình làm ra, thì việc phung phí và liều lĩnh là điều đương nhiên. Cho nên nếu VinGroup còn giữ được gốc lớn ở trong bộ chính trị, thì còn ăn nên làm ra bằng tiền thuế của dân. Nhưng nếu một ngày nào đó phe phái đánh nhau trong đảng và phe chống lưng ông Vượng bị thua, thì VinGroup sẽ vỡ nợ. Vì vậy, đó không phải là cách đầu tư lành mạnh trong một xã hội bình thường.
mang gươm đi đấu xứ người là điều mà người dân Việt Nam, kể cả người viết, đều hãnh diện. Nhưng muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với các đại cao thủ trên thế giới thì không nên nhảy vào giữa sân để đánh, vì bốn phương tám hướng đều có đối thủ. Trung Quốc và Ấn Độ đã thất bại khi đánh cách này vào Mỹ. Kính mời các bạn xem bản tin Phạm Loan Trang nhận giải thưởng của Anh và Canada dù bị Việt Nam cầm tù. Canada và Anh trao giải thưởng tự do truyền thông của hai nước cho nhà báo Việt Nam hiện đang bị tù, đó là bà Phạm Loan Trang. Vào hôm 10 tháng 2, trong hội thảo tự do truyền thông toàn cầu tại thủ đô Tallinn, Estonia, ban tổ chức đã thông báo giải thưởng Anh-Canada về tự do truyền thông vào năm 2022 được trao cho Phạm Loan Trang, nhà báo người Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Loan Trang bị chính quyền Việt Nam truy cắt, truy đuổi gắt gao trước khi bị bắt vào hôm 14 tháng 12 năm 2021. Phạm Loan Trang đã bị kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Thông báo được Bộ trưởng Canada Melanie và Quốc vụ Khanh Anh Lord Ahmad, người cũng là đại diện cho Thủ tướng Anh, nêu ra tại hội nghị tự do báo chí ở Tallinn, Estonia vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2022, theo tin trên trang của Bộ Ngoại giao Anh. Đích thân Bộ trưởng phụ trách Nam Á và khối thịnh vượng chung của Anh cùng đặc phái viên của Thủ tướng Anh xướng tên bà Phạm Loan Trang như sau. Nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp nơi trên thế giới và những nhà báo soi dọi vào những góc tối đó đang phải trả giá đắt. Sự thật luôn đáng để theo đuổi và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập giải thưởng tự do truyền thông. Giải thưởng này ghi nhận công lao các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông. Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng giải thưởng tự do truyền thông năm nay là Phạm Loan Trang. Tôi cũng xin chúc bà Phạm Loan Trang, với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, từng đoạt nhiều giải thưởng. Trang tin của Bộ Ngoại giao Anh viết tiếp, bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài viết về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cũng đã trao giải tự do báo chí cho bà Phạm Loan Trang vào năm 2019 để ghi nhận công lao này. Đây là hình ảnh hàng loạt các tác phẩm của nhà xuất bản tự do đã đưa ra để phổ biến về tự do, dân chủ và nhân quyền. Vào tháng 12 năm 2021, bà Trang bị kết án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Bà ấy đã phải chịu cảnh tù đầy 434 ngày trước khi bị kết án. Melanie Joly, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada phát biểu tiếp như sau. Các nhà báo đóng góp một vai trò thiết yếu trong bất kể nền dân chủ nào bằng cách soi dọi vào các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta. Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc khiến những người cầm quyền phải có trách nhiệm giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới. Trả lời phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do, ông Trịnh Hữu Long, Tổng biên tập Luật Khoa Tạp chí và là đại diện của nhà báo Phạm Loan Trang, nói về ý nghĩa của giải thưởng này như sau. Tôi tin rằng cái giải thưởng này sẽ có tác động rất có ý nghĩa. Là vậy tại vì đây là giải thưởng của hai chính phủ, hai nước lớn trao cho một nhà báo Việt Nam đang bị cầm tù. Nó rất là khác so với những giải thưởng của các tổ chức xã hội dân sự, của các tổ chức quốc tế. Các tổ chức quốc tế thì vẫn bị chính phủ Việt Nam liệt vào hàng là những tổ chức phản động quốc tế, những tổ chức kém thân thiện với Việt Nam. Thế nhưng, ở đây là hai chính phủ đã làm việc với Việt Nam, đã có quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam, tài trợ cho Việt Nam rất là nhiều. Đây là hình ảnh bà Phạm Loan Trang bị an ninh Việt Nam chặn đánh đến gãy chân, đến khi cô bị bắt vào tù thì vết thương vẫn chưa lành. Tờ báo Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân không mấy khi có những bài chỉ trích những nước này, thì tôi cho rằng cái sự thừa nhận của một chính phủ có giá trị rất mạnh đối với chính phủ Việt Nam. Không chỉ có ảnh hưởng đến chính phủ Việt Nam, ông Long còn cho rằng việc hai nước lớn trao giải cho nhà báo Phạm Loan Trang còn có tác động đến người dân. Ông nói thêm như sau. Tôi tin rằng nó là còn có tác dụng sức mạnh với người dân Việt Nam nhiều hơn nữa. Đó là tại vì rất nhiều người Việt Nam vẫn bán tín, bán nghi, vẫn có một cái sự ngờ vực nhất định rằng
những miệng lạc của nhà báo Phạm Đoan Trang là có đúng đắn hay không. Thế thì thông qua cái giải thưởng thừa nhận của hai nước, hai nền dân chủ rất là tiến bộ, hai nước có điều kiện kinh tế rất là mạnh mẽ trên thế giới là Anh và Canada. Thì sự thừa nhận đó tôi tin rằng nó sẽ giúp cho rất nhiều người Việt Nam hiện nay còn đang lưỡng lự, xác quyết về góc nhìn của mình đối với những việc làm của nhà báo Phạm Đoan Trang nhiều hơn. Trước đó vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 tại Geneva, Thụy Sĩ, Ban tổ chức giải thưởng nhân quyền Martin Ennis cũng xướng tên bà Phạm Đoan Trang là một trong ba khôi nguyên của giải Martin Ennis vào năm 2022, hay còn gọi là giải Nobel nhân quyền. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang với bản báo cáo Đồng Tâm song ngữ lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân ở Đồng Tâm. Ban tổ chức mô tả bà Trang là một nhà báo, biên tập viên và làm nhà hoạt động dân chủ hàng đầu ở Việt Nam, nơi mà Đảng Cộng sản hầu như không chừa không gian nào cho các tiếng nói đối lập phát triển. Cô đã điều hành nhiều cơ quan truyền thông độc lập để nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về những quyền cơ bản của mình và truyền cảm hứng cho nhiều nhà báo và nhà hoạt động khác lên tiếng. Cô cũng là một trong những nhà hoạt động bị chính quyền truy đuổi gắt gao nhất tại Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2020, cô bị bắt. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Ngày càng có nhiều tiếng nói quan ngại về tình trạng sức khỏe của cô. Ban tổ chức nói giải của họ được trao cho những người bảo vệ nhân quyền cần được bảo vệ khẩn cấp, ví dụ người đang ở trong tù hoặc bị đe dọa bỏ tù. Ban tổ chức nói tầm quan trọng của giải thưởng này không chỉ là tài chính mà nó có thể góp phần bảo vệ họ thông qua sự ủng hộ của các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Bà Trang từng được nhận giải thưởng Homo Homini 2018 từ tổ chức nhân quyền Purple có trụ sở tại Séc. Nhà báo Phạm Đoan Trang năm nay 43 tuổi, sống tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, từng tốt nghiệp trường ở Hà Nội Amsterdam và Đại học Ngoại thương Hà Nội và làm phóng viên báo điện tử Việt Nam Express, nhân viên công ty quảng cáo Haki, công ty truyền hình kỹ thuật số VTC, cộng tác viên báo Vietnamnet và phóng viên báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh hàng loạt nhà báo và nhà hoạt động xã hội đã bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt giữ trong thời gian gần đây. Sau một thời gian viết báo, bà Trang dần trở thành blogger bất đồng chính kiến nổi tiếng. Bà viết nhiều sách gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực. Bà Trang cũng là người đồng sáng lập blogger Luật Khoa Tạp chí, nơi cung cấp thông tin về các vấn đề pháp lý để giúp người dân Việt Nam bảo vệ quyền của mình. Blogger Phạm Đoan Trang được là thành viên danh dự của PEN tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tối ngày 14 tháng 12 năm 2021, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bà Phạm Đoan Trang, 43 tuổi, tới 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999. Sau phiên tòa, ông Philip Robertson, phó giám đốc tổ chức châu Á, tổ chức theo dõi nhân quyền thế giới, ra thông cáo như sau. Thật phẫn nộ khi Phạm Đoan Trang bị kết án 9 năm tù chỉ vì bày tỏ quan điểm và bảo vệ niềm tin của mình. Việc bỏ tù một nhà cải cách tận tụy với mục đích là thúc đẩy nhân quyền, quản trị tốt và công lý là một bản cáo trạng nhức nhối. Trước đó, vào năm 2019, khi Phạm Đoan Trang nhận giải thưởng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Báo Công an Nhân dân tại Việt Nam đã viết như sau. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới lại dở chiêu trò trao giải tự do báo chí hạng mục ảnh hưởng cho Phạm Đoan Trang, đối tượng từng có nhiều hành động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, vu cáo, xuyên tạc tình hình Việt Nam. Và chính vì những lý do này mà Phạm Đoan Trang đã sau đó đã bị bắt và bị kết án rất nhiều năm tù chỉ vì nói lên tiếng nói tự do của mình.